Các cháu đã uống thuốc chưa? Sao vẫn chưa uống thuốc? Uống thuốc vào ngay, không bác bắt đấy. Các cháu mà không nghe lời bố mẹ là bác ăn thịt đấy. Bác nhai nhai nhai, cắn 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 cắn, bác ăn thịt luôn. Đừng có vơ vẩn, uống thuốc ngay. Nhai nhai nhai, cắn 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 cắn.